Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục Vòng tay nhân ái nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương mục hôm nay cùng với một số thông tin về hoạt động thiện nguyện và danh sách ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo trong những ngày vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ khó khăn với ông Phạm Văn Quyên, trú tại thôn 4 xã Roman, huyện Đam Sông. Do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi khám bệnh nên khi phát hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối hiện gia đình ông không có nhà để ở không có ruộng vườn mà chỉ có một mình vợ ông đi làm để kiếm sống Quý vị và các bạn thân mến, cơn đau họng của 2 năm trước nhưng không được thăm khám điều trị nay đã chuyển sang giai đoạn cuối của ung thư vòm họng, làm gia đình ông Phạm Văn Quyên ở thôn 3 xã Roman, huyện Đam Sông rơi vào hoàn cảnh bi đát. Là hộ khó khăn nhiều năm qua nên khi mắc bệnh, gia đình này càng khốn cùng hơn. Hãy chung tay góp sức để bớt đi một phần nhọc nhằn trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời một con người, đó là hy vọng của những người làm chung một vòng tay nhân ái. Cách đây hơn 2 năm, ông Phạm Văn Quyên cảm nhận ở cuốn họng của mình luôn đau rát, khó thở. Nên chỉ nghĩ mình bị đau họng bình thường và đến các điểm kinh doanh thuốc tây mua thuốc về uống. Tuy nhiên, sau nhiều lần uống thuốc mà không khỏi, gia đình đã đưa ông đi khám tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ kết luận ông bị u vòm họng ác tính giai đoạn cuối và đã di căn lên não. Dù thương chồng nhưng do sức khỏe và gia đình cũng không có tiền để chi trả cho ca phẫu thuật, vợ ông bà Trần Thị Lược đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc. Hiện nay do khối u đã chèn cuốn họng không thở được, các bác sĩ đã gắn một ống thở nhân tạo để duy trì sự sống được ngày nào hay ngày ấy. Bởi hiện tại ông bị đau đầu, triền miên, không thể ngủ được, không nói được không ăn được cơm hay cháo, mà chỉ uống nước, uống sữa. Cũng vì vậy mà sức khỏe của ông cũng ngày một sa sút. Bây giờ thì nhà tôi bây giờ rất là khó khăn là bây giờ đi về giờ đấy thì bây giờ ông bị u u vòng họng thì bây giờ họ trả về bây giờ người cũng ông bây giờ là nó di căn lên não bây giờ ông yếu lắm bây giờ toàn đau đầu suốt ngày suốt đêm như vậy tôi cũng biết. Hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình ông vào xã Rome lập nghiệp năm 2015 nhưng do không có tiền mua đất làm nhà nên phải mượn tạm nhà của hàng xóm để ở. Hàng ngày cả nhà đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì thì làm nấy, mong sao có tiền để duy trì bữa cơm đạm bạc của gia đình. Hiện nay vợ chồng ông đang sống cùng với người con trai Phạm Văn Quý, sinh năm 1993 và người cháu gái Phạm Thị Ngọc Bảo sinh năm 2015. Cũng do hoàn cảnh quá khó khăn nên người con dâu bỏ nhà ra đi khi đứa con gái chưa biết gọi tên mẹ. Hiện nay căn nhà mà gia đình mượn tạm đã bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là một phần trần nhựa bị sập xuống, nhưng gia đình không còn khả năng để tu sửa. Thì mặc dù chính quyền địa phương, hội chữ thập đỏ huyện, người xã, chúng tôi cũng đến để động viên và thăm giúp đỡ gia đình nhưng vì, vì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn bây giờ nhà cửa cũng không có mà ở chỉ mượn cái nhà của chị hương sang để ở chưa có nhà ở ngoài gia đình rất là nghèo mức à, thu nhập trong gia đình thì chẳng có cái gì để thu nhập cả nên cũng mong các cái nhà hảo tâm các cơ quan chính nghiệp giúp đỡ cho gia đình anh trong những lúc bệnh hoạn này số phận nghiệt ngã và hoàn cảnh thương tâm của gia đình vợ chồng bà Trần Thị Lược, Phạm Văn Quyên rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để có thể vơi đi phần nào nỗi đớn đau để gia đình gắn gượng vượt qua được những ngày tháng cùng cực này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trao 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn đề viên tự do tỳ kheo thích diệu minh trụ trì tại số 41 thủ khoa huân phường 1 thành phố đà lạt sẽ tiếp tục trao 30 phần quà vào ngày 10 tháng 6 2019 các phần quà gồm 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt Tỳ Kheo Thích Dự Minh cho biết tất cả số quà này sẽ được trao cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Những hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu nhận quà xin liên hệ số điện thoại 0918 770. Gặp chị Thu Mão, phòng chuyên mục Văn nghệ giải trí Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng sẽ được đăng ký. Để góp phần cùng gia đình và nhà trường hỗ trợ giúp đỡ cháu Ca Hậu 7 tuổi đang học lớp 2 tại trường Tiểu học Phú Hiệp huyện Di Linh không bị gián đoạn việc học hành sau khi bố mẹ và đứa em chưa kịp chào đời đã tử vong do tai nạn đuối nước. Trường Tiểu học Phú Hiệp, nhóm bạn của phóng viên Phúc An Đài Phát thanh Trường Hà Lâm Đồng và các nhà hảo tâm của chuyên mục Vòng tay nhân ái đã ủng hộ cháu Ca Hậu ở thôn 3 xã Gia Hiệp huyện Di Linh. Số tiền 64 triệu đồng được các nhà hảo tâm ủng hộ đã được trường tiểu học Phú Hiệp và nhóm thiện nguyện tặng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Ngoài ra, 25 kg gạo và 4 triệu 800 ngàn đồng của các nhà hảo tâm cũng đã được chuyển đến em ca hậu. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục vòng tay nhân ái và hộp thư bản nghe đài của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm dành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách của những tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ cho chuyên mục vòng tay nhân ái từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 năm 2019. Chị Nguyễn Thị Sen, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt ủng hộ chị Lệ ở xã Trạm Hành 500.000 đồng. Em Huỳnh Nguyễn Hương Giang, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ chị Lệ ở xã Trạm Hành 100.000 đồng. Anh chị Phong Mai, 18 trên 3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Chú Thiếm Trương Xuân Hoa, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hạo ở Bắc Kinh, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Anh Sửu 77 trên 40 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị Đức Hiệp, Đất Làng Xuân Trường Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị gái Hàng Cá, Chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài hàng sau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân 380 Nguyên Tử Lực phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên 51 trên 5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, hàng sau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51 trên 5 và Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51 trên 5 và Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh, hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Úc Đạo, trạm hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Chị Loan, huyện Đơn Dương, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Hiếu, huyện Đức Trọng, ủng hộ 50.000 đồng. Chị Diễm, huyện Đơn Dương, ủng hộ 50.000 đồng. Chị Yến, thịt bò, huyện Đơn Dương, ủng hộ 20.000 đồng. Chị Hiếu Hằng, trạm hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh Tiên, trạm hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Minh, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Liên Xuân, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Bé Lan, con chị Thanh, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Chị Thanh Cẩn, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Một chị mua chai bao phát chi, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Trung Trâm, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Chương Hằng, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Bác Tư, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Hạnh Thành, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Hiệp Tuấn Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân Tạp Hóa Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Thành Duyên Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Na Thường Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Sáu Tiến Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Thúy Trường Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Thảo Phong Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chú Thiếm Bảy, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Gia đình Trang Hà, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Chị Xíu, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Dì Mười, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Dì Nhan, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Bác Dính Được, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Dung Truyền, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Chú Nhi, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 50.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà chuyên mục vừa nêu, xin quý vị và các bạn gửi về chuyên mục vòng tay nhân ái, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Hộp thư thoại và điện thoại liên lạc 02633 556 576. Chương trình xin tiếp nhận và chuyển đến những hoàn cảnh vừa nêu trong thời gian sớm nhất. Và thời lượng của chuyên mục cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái cho tạm biệt.